Nhà đẹp giá rẻ dọn về ở ngay. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ quay và giới thiệu cho quý vị dự án 5 căn nhà giá rất là rẻ thuộc quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với 5 căn nhà này thì 5 cuốn sổ đỏ đầy đủ bàn giao nhà được luôn. Bởi vì sao ạ? Cụm 5 căn này vừa mới hoàn thiện cũng như là vừa mới dọn dẹp vệ sinh công nghiệp xong sạch sẽ thì Ngọc Ánh quay và gửi tới cho quý vị, bởi vì trước đó là đã có một cái video quay tổng quát rồi. Hôm nay sẽ quay cụ thể cho quý vị 5 căn nhà này. Với 5 căn thì có 3 căn đây, 1, 2 và 3. 3 căn nhà này hướng nhà là hướng đông bắc, còn lại 2 căn ở phía mặt ngoài là hướng đông nam. Quý vị nào hợp với hướng nhà nào thì có thể liên hệ để Ngọc Ánh tư vấn đúng với cái hướng nhà quý vị mong muốn. Ở đây, 3 căn nhà này thì đường ngõ thực tế trước nhà nó khoảng tầm 1m8, 2m, cách với đường ô tô kia. Mọi người ạ, giao thông đi lại thuận tiện. Cụ thể nó mà cách với trục chính thì khoảng tầm 50m. Và với cái giá bán nhá mọi người nhá, rất là hợp lý cho một căn nhà 4 tầng, cả nhà và đất, giấy phép xây dựng đầy đủ, sổ đỏ đầy đủ, 2 tỷ đồng một căn mọi người ạ. 2 tỷ đồng một căn thôi, mọi người không có nghe nhầm đâu. Và vừa cái giá bán đấy thì bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Diện tích mỗi một căn là 34m, thiết kế 4 phòng ngủ, rất là hợp lý. Và 1, 2, 3 căn này thì thiết kế giống với căn sau đây, Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị. Nó có khác thì khác một chút thôi. Ngọc Ánh sẽ quay căn lô góc ở bên ngoài này gửi cho mọi người nhé. Và với cái mức giá ở cái căn lô góc này thì nó có nhỉnh hơn một chút so với 3 căn bên trong. Với 2 căn mặt ngoài này thì căn lô góc giá chào hiện tại của chủ nhà đang chào là 2 tỷ 200 triệu, và căn bên cạnh chủ đang chào là 2 tỷ 110. Mọi người ạ, đây, đường ngõ ở phía trước nhà là ngõ thông, đường ô tô kia đi lại rất là thuận tiện. Sở hữu một căn nhà 4 tầng mà xây mới giá từ 2 tỷ không hề khó. Quý vị có thể chi trả trước tối đa 800 triệu tiền mặt. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa là 35 năm, tối thiểu là 3 năm với những cái lãi suất ưu đãi nhất. Căn nhà này giá bán 2 tỷ 2. Mời người theo em vào khám phá căn nhà. Cả nhà cả đất mà giá có 2 tỷ 2 thôi. Đây là cái phần mặt tiền của ngôi nhà. Mặt tiền 3m4, chiều dài 10. Căn nhà này diện tích là 34m vuông vắn trên sổ đỏ. Bởi vì nó là lô góc nên cái giá bán nó có nhỉnh hơn một chút. Và cái ưu điểm của nó thì mời theo em vào khám phá cụ thể nhé. Với cái phần cửa thì thiết kế 2 lớp, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa gỗ kính. Thực tế có như thế nào Ngọc Ánh mà quay review cho quý vị. Đường, hướng, giá, vị trí thì gần như chuẩn chỉnh 100%. Giá nét từ chủ đầu tư đưa tới tay khách hàng. Và tất nhiên là cũng vẫn có thương lượng thiện chí đối với khách hàng mà đã đi xem nhà và ưng nhà mọi người nhé. Đây là phần không gian phòng khách của ngôi nhà, hoàn thiện, chỉnh chu hết rồi. Về phần sơn, thiết bị vệ sinh, tủ bếp, trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, hồ sơ điện, hồ sơ nước đều đã được lắp đặt đầy đủ. Với vị trí căn nhà này cụ thể thì thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Và với cái vị trí đi lại gần với lại trường đại học Phenica, gần với cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương kéo dài, gần với ngã tư Lê Trọng Tấn, gần với bến xe Yên Nghĩa, rất là phù hợp với quý vị nào đi làm ở Hà Đông theo trục đường Lê Văn Lương kéo dài hoặc là theo cái trục đường Nguyễn Trãi Thanh Xuân. Mọi người ạ, và đây, với cái căn nhà này thì mọi người chỉ việc xách vali về và ở ngay. Mời người theo em vào tiếp theo phần phòng bếp của ngôi nhà. Không gian bếp cũng được hoàn chỉnh xong hết đâu vào đấy rồi. Đó, tại sao Ngọc Ánh lại bảo là có thể xách vali về và ở được ngay? Bởi vì sao? Nhà rất là sạch sẽ, quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở được, hồ sơ pháp lý chuẩn chỉnh. Không gian bếp ở đây thì ở đây chủ nhà thiết kế cho mình toàn bộ ở đây là tủ gỗ mọi người nhá. Và với cái xung quanh bếp thì là ốp gạch, mặt bếp ốp đá granite, và chậu rửa thì thiết kế chậu đúc 304. Đây, phụ kiện bếp lắp đặt xong đầy đủ. Với cái căn nhà giá rất là hợp lý, từ 2 tỷ chẵn mọi người ạ, 2 tỷ đồng chẵn. Và với cái căn nhà này thì là có nhỉnh hơn một chút, quý vị có thể về ở được ngay. Quan trọng nhất khi mà mua nhà, bỏ ra hàng bao nhiêu là tiền, thì sổ đỏ pháp lý nó phải chuẩn chỉnh. Và những cái căn nhà Ngọc Ánh Nhà Tốt up lên cho quý vị 100% pháp lý chuẩn chỉnh. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng trong phòng khách, ngoài phòng bếp đều thiết kế đầy đủ hết cho quý vị nhé. Và ngoài ra, phần tầng 1 của ngôi nhà thì thiết kế là thêm một phòng vệ sinh.
phòng vệ sinh này đáp ứng cho quý vị công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1. Với 5 cái căn nhà này thì thiết kế hình thức là giống hệt nhau, thiết bị vệ sinh, tủ bếp, mọi cái giống hệt nhau quý vị ạ. Và với cái chỉ nó chỉ khác một cái vị trí và cái giá một chút thôi. Còn đâu thì thiết kế cũng đều là 34m, thiết kế 4 phòng ngủ, xem cái thiết kế của cái căn nhà này quý vị nhá. Nó chỉ khác là vị trí bên trong, nó khác thêm một chút nữa là cái phần hướng nữa thôi mọi người ạ. Toàn bộ mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng, tay vịn cầu thang thì thiết kế là gỗ. Phần ngăn cách giữa cầu thang ở đây với phần phòng bếp thì có một vách lam CNC. Như vậy Ngọc Ánh đã review rất là chi tiết tầng 1 rồi. Mời theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà nhé. Ngôi nhà này thì tầng 2, tầng 3 thiết kế giống hệt nhau. Mỗi một tầng gồm 2 phòng ngủ, phòng nào cũng ngập tràn ánh sáng vào trong không gian phòng, xung quanh khu dân cư đông đúc, tiện ích dân cư sinh hoạt hàng ngày vô cùng đầy đủ. Chỉ 500m ra chợ, trường phường trạm cũng như là trường tiểu học, mầm non đều ở xung quanh vị trí nhà. Hiện tại để mà nói thì thực tế luôn mọi người ạ, ở đâu cũng vậy, nếu như mà thuộc Hà Nội thì từ cơ sở vật chất hạ tầng, khu dân cư bao giờ cũng thế, cũng đông đúc cả, cho nên là quý vị cứ yên tâm một điều là không có nơi nào bây giờ ở Hà Nội mà heo hút hết, đúng không ạ? Toàn bộ các cửa thông phòng thì thiết kế là cửa gỗ, và trên tầng 2, tầng 3, tầng 4 của ngôi nhà thì chủ nhà không thiết kế trần thạch cao, thiết kế trần thường cho quý vị. Màu sơn của ngôi nhà này là màu vàng nhạt ở phía bên trong quý vị ạ. Đây là phòng ngủ phía bên ngoài hướng ra mặt ngõ. Phòng ngủ này thì nó có phần rộng rãi hơn một chút so với phần bên trong. Và ưu điểm thì là phòng nào cũng vuông vắn, dễ dàng kê đồ nội thất, giường, tủ, mọi cái ở phía bên trong căn phòng cho quý vị. Đó. Thiết kế đơn giản, hài hòa, cũng như là quan trọng nhất là cái công năng sử dụng phù hợp với cái diện tích nữa quý vị ạ. Đó. Và đây là phòng vệ sinh sử dụng cho 2 phòng ngủ. Đây, đáp ứng đầy đủ công năng cho quý vị sử dụng. Bồn cầu, hệ thống sen tắm, đầu chờ bình nóng lạnh, lavabo. Tầng 3 cũng được thiết kế giống hệt như tầng 2 thế này mọi người nhé. Cho nên Ngọc Ánh sẽ quay và review cho quý vị lên trên phía tầng 4 xem thế nào ạ. Quý vị ơi, đây là phía tầng 4 của ngôi nhà. Với không gian tầng 4 của ngôi nhà, chủ nhà thiết kế vô cùng hợp lý ở đây cho quý vị một cái giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Và cái tầng 4 ở đây thiết kế cho mình một phòng riêng. Phòng này thì quý vị có thể thiết kế phòng thờ, phòng ngủ, phòng làm việc tùy công năng sử dụng của mỗi hộ gia đình. Tuy nhiên Ngọc Ánh chỉ chia sẻ với mọi người là với cái thiết kế, với cái diện tích nhỏ mà chủ đầu tư thiết kế rất là hợp lý. Phòng nào cũng có đầy đủ cửa sổ, ánh sáng tự nhiên vào trong không gian phòng. Và phần còn lại ở đây quý vị ạ, đây là phần sân phơi siêu rộng, dân cư xung quanh đông đúc, giao thông đi lại thuận tiện. Vị trí thuộc quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Quý vị muốn đặt lịch đi xem nhà, muốn được tư vấn theo đúng tầm tài chính, quý vị vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. 0983013403 hoặc 0888041444. Sở hữu ngay cho mình một căn nhà 4 tầng giá 2 tỷ đồng mọi người nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.